Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình ngồi đây và muốn chia sẻ với tất cả anh chị em về một cái suy nghĩ mà của riêng mình thôi. Nhưng mà mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình thì ở đâu nó cũng có khó khăn hết. Thì kể cả là một cái đất nước nó văn minh hay là một cái đất nước nghèo khó đi chăng nữa, hoặc là một cái thành phố nhỏ nào đó thì nó cũng có nhiều thành phần giàu có, nghèo có, bần cùng có, những con người khổ khắc hay những con người giàu sang đều có hết, có tầng lớp hết. Nhưng mà cái nỗi khổ của người nghèo như thế nào vậy, mà nỗi khổ của người giàu ra sao, thì bữa mình có ngồi mình ngẫm nghĩ và mình thấy được những cái nỗi khổ của người giàu và những người nghèo khi mà mình sống ở Việt Nam, và mình chứng kiến được những cái cảnh mà nỗi khổ của những người giàu ở bên Việt Nam và những nỗi khổ của những người nghèo bên Việt Nam. Thì mình nghĩ vui một chút xíu, mình sẽ làm một cái video và thống kê những cái điều này, xem tất cả mọi người xem thử coi có đúng hay không ha. Mà nếu như mà nó có sai chút đỉnh thì mọi người cũng thông cảm, tại vì cái này mình đem lên mình bàn luận chơi thôi, chứ không phải là mình chỉ trích hay là mình phê phán ai hết. Giống như là mình nhìn về cái cuộc sống mà mình bàn chuyện tám gẫu với nhau thôi ha mọi người ha. Ok, bây giờ mời mọi người xem video nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cái gạch đầu dòng đầu tiên là sợ cướp sợ giật. Ở bên người bên Việt Nam mình á, hầu như là người giàu hay người nghèo được ai cũng đều sợ cái này hết, sợ cướp giật á mọi người. Bây giờ á, giàu á thì nó sợ mình vô nhà mình cướp xong rồi, còn người nghèo thì cũng vậy, làm ba cọc ba đồng rồi để giành được chút đỉnh, rồi nhà cửa thì không có được kín đáo nữa, nó vô mà nó ăn cắp của mình là coi như là mình trắng tay. Mà các bạn biết không, cái của mà mình chắc chiêu mình dành dụm mà mình để giành được mà giọng thứ mà bị mất á, nó khổ lắm, nó khổ sở lắm, nó làm cho mình á hả, đôi khi là hả mang bệnh luôn á, nằm xuống mà bệnh luôn á các bạn. Đó là cái gạch đầu dòng thứ tiên nha. Rồi cái gạch đầu dòng thứ hai là trộm cắp. Mấy đứa mới lớn thiếu hiểu biết á, là theo kiểu là nó trộm giặt á mọi người. Ví dụ như hả người giàu á thì đối những cái điều đó họ không có gọi là, nếu như ăn trộm giặt thì họ không có tiếc những cái món đó đâu, nhưng mà họ bực. Theo kiểu là những cái món hàng đó nó không có đáng giá gì hết, nhưng mà họ sẽ bực. Họ bực mình vì tại vì của cải mà, ai mất mà không bực. Kể cả là trong nhà đó các bạn mất cái muỗng, cái đĩa đi chăng nữa các bạn cũng bực mình nữa, tại vì cái đồ đó là mình mua, mà cái đồ đó, những cái đồ đó là mình xài thường ngày và tự nhiên mình không có nó mình bực bội lắm. Đó là cái điều của người giàu, họ bực bội là ăn trộm giặt đó. Có những đứa đó, nó bực nó phá phách nó lại, nó cái ghế người ta để ngoài sân nó lại nó ghinh đi, hoặc là cái chậu bông của người ta, người ta cưng nó lại nó bưng đi nó bán. Mà các bạn biết không, những nhà giàu thường họ trồng cây kiểng rất là đẹp, mà những cái cây đó mà đem ra bán rất là nhiều tiền luôn. Bởi vì á, ở Sài Gòn các bạn thấy những người người ta trồng kiển, họ có cọng dây xích á, họ móc cái cây lại đó. Mà mình thấy những điều đó mình cười đúng không? Nhưng mà thật sự là phải như vậy, chứ không thôi mất tiêu cái cây kiểng luôn. Nó bưng nguyên cái chậu rồi nó bưng nguyên cái cây luôn các bạn. Cho nên hả bây giờ trồng kiểng mà cũng phải có chìa khóa xích lại nữa, là các bạn hiểu như thế nào rồi đó. Là ăn trộm ha, ăn trộm rồi cái còn người nghèo á thì đã người ta nghèo rồi là tiền bạc người ta cũng đâu có gì đâu, mà người ta ví dụ như tôi đôi khi người ta chắc chiêu dành dụm 500-600 ngàn, nó vô nó ăn trộm cắp một cái là coi như tiêu. Mà ví dụ như giờ nó không ăn trộm tiền đi, mà ăn trộm nồi niêu son chảo, đôi khi là nó lụm nó bán dây chai ác vậy đó, nó giống như nghèo ăn cắp theo nghèo, mà nó lụm nó bán dây chai. Rồi các bạn biết không, giọng thứ mà nó lụm bán dây chai rồi làm sao. Thằng nghèo á thì đối với nó là đã không có tiền rồi, mua gạo mua cơm rồi, mà nó còn ăn cắp cái nồi cái chảo mình nữa, mình phải đi kiếm một mớ tiền để mình mua nồi niêu son chảo nữa, thì bắt đầu họ buồn, họ rầu, họ khổ, bởi vì họ cũng rất là sợ mấy thằng ăn trộm luôn. Và các bạn biết không, bữa đó mình có đọc những bài báo á, là cái bài đó là cái ông đó ở bên ở cái vùng núi á, ở vùng núi á, bắt đầu cái khu mà cái vùng núi đó thì cái bà đó nhà cũng nghèo, nhà ọi ọp mà cũng không có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà khi mà
đi vô trong nhà, thằng ăn trộm nó vô trong nhà ăn cắp á, thì nó ăn cắp được có 200 ngàn, nó ăn trộm được 200 ngàn. Xong rồi nó vô tình nó gặp được cái, bắt đầu vô tình một kêu mà có 200 ngàn mà chết hai mạng người, các bạn thấy không? Bởi vì hả, đôi khi hả, không phải là ăn trộm ăn cắp là nó chỉ ăn cắp của người giàu, mà kể cả người nghèo luôn, nó cũng làm cho người nghèo mình rất là khổ sở luôn các bạn đó. Rồi tiếp nữa nè, đây cái tệ nạn là không được mùa và sợ bán ế ẩm. Người nghèo á, và những cái người mà trồng lúa, trồng rau, trồng trồng quả màu rồi đó, là họ làm họ sợ không được mùa lắm, họ sợ ông trời, ví dụ như mưa nhiều quá họ cũng sợ. Cái người làm rẫy thì họ sợ mưa nhiều, còn cái người làm ruộng á, thì họ cầu có mưa khi mà họ xả xuống á, nhưng mà họ cũng sợ mưa nhiều luôn. Tại vì á, khi các bạn làm rẫy thì các bạn mưa nhiều quá nó úng rau, còn làm ruộng thì mưa nhiều quá thì nó bị gãy, nó bị quẹp cái bông lúa xuống á. Ví dụ như cái lúc mà mình vừa xả lúa xuống đi, cái tự nhiên nó rải một cơn mưa xuống, thì tự nhiên tối đó là lúa nó lên mọng cao gì nè, người ta rất là mừng. Nhưng mà giọng thứ mà mưa mà nó ngay cái lúc mà chuẩn bị gặt á, lúa nó chỗ bông hết, nó chuẩn bị gặt rồi. Ví dụ như bữa nay nó mưa mơi mình gặt đi, là bữa nay nó mưa là nó nằm chèm bẹp luôn mấy cái hạt bông lúa hết rồi. Mà các bạn biết không, khi mà bông lúa mà nó nằm chèm bẹp xuống vậy là nó bị mất giá, thứ nhất. Thứ hai là nó bị xấu màu nữa, nó úng. Và các bạn gặt như vậy nó không có được số lượng nhiều. Ví dụ như mình gặt lúa như bình thường đi, mà lúa nó không có nằm quẹp đi, thì một công hai công gì đó, 6 công được một tạ, một tấn gì đó. Mình cũng không gành mấy vụ này, tại vì lúc mà làm thì mẹ mình với mấy cậu mình làm không à, mình không có đi cân lúa bán, mình không gành. Thì bán là tính tạ, tính tấn. Cái mà nếu như mà mình bị mà mưa một trận vậy là bắt đầu nó sẽ giảm khoảng 30%, nó hao hụt gạo của mình 30%. Mà chưa kể là nó vừa hao hụt gạo ha, lúa ha, rồi vừa hao hụt giá nữa. Tại vì khi mà nó nằm xuống nước như vậy là nó bị ngã màu, nó không có đẹp cái màu hạt lúa nữa. Và những cái người mà họ thương lái họ buôn họ mua về á, thì hả, họ sấy khô hoặc họ để lâu không có được, nó bị hư, và họ phải tốn cái thời gian sấy nữa. Nếu như cái lúa của bạn mà nó nằm ở trên đọt vậy, các bạn gặt, các bạn chỉ cần phơi hai nắng thôi là nó đã khô rồi. Là cái người dân mình phơi hai nắng mình bán cho họ là lúa mình đã khô rồi. Nhưng còn nếu như mà cái người mà người ta mua mà nó bị ướt như vậy đó, tại vì phơi hai nắng nó không có đủ khô, thì bắt đầu cái họ mua về họ phải sấy lại lần nữa, thì họ phải tốn cái công sấy, tiền sấy, và họ phải trừ vô cái khoản đó. Là những cái người mà làm ruộng là họ sẽ bị mất giá. Còn những người mà giàu mà có tiền, có kinh doanh rồi đó, thì họ sợ ế, buôn bán đó là họ sợ ế, vắng khách. Các bạn biết không, khi mà mình bán, bởi vì người ta nói là mình bán là một chuyện, mình có vốn mình mua về là một chuyện, và khi mình mở ra cái tiệm đó mình phải còn ngồi chờ khách nữa. Nếu như khách không đến thì mình cũng coi như là mà tiền đổ sông đổ biển đó. Rồi cái những người đó bắt đầu họ ngồi họ chờ thời, bởi vì người ta nói là buôn bán hả là phải có cái gian, mà nếu như không có cái gian thì mở ra bán cũng không ai mua. Rồi còn cái người giàu thì họ có tiền thì họ lại sợ già, họ sợ chết, họ sợ bệnh. Mà cái người nghèo thì họ không, họ làm như họ thí vậy đó. Ôi thôi kệ đi, sống nay chết mai lo gì, là thường những câu nói của những cái người mà trên miệng họ lúc nào vậy. Bởi vì các bạn thấy hả, những người mà người ta làm có tiền ha, ta chăm chóc sóc cái sức khỏe là gì lắm. Còn những cái người mà nghèo á, họ không có quan tâm về sức khỏe, họ cứ cày. Đôi khi họ cày mà hả, ba mấy 40 tuổi rồi bắt đầu họ ngã bệnh rồi. Nhưng mà còn cái người giàu họ rất là sợ bệnh, và họ lúc nào họ cũng chăm chút về cái sức khỏe của mình hết trơn á đó. Và tiếp nữa nè, nghèo á sợ không có gì cho con, còn á hả, còn giàu á thì sợ tụi nó giành giật. Ví dụ như bây giờ những người nghèo đi, họ sợ là mình không có củ hồi môn gì cho con mình, tội con mình đúng không, bây giờ hơi gán cày bừa sao mà nữa lớn lên cho con mình có củ hồi môn đó, để cho nó có chút đỉnh. Ví dụ như có cái nhà để nó có lập gia đình thì nó cũng có cái nhà ở, hoặc đôi khi mình kiếm được chút đỉnh tiền mình lo cho nó ăn học tốt hơn vậy đó.
rồi bắt đầu mở cho nó một cái xưởng làm ăn hay cái chỗ gì đó, bắt đầu cực lực cày. Rồi còn người giàu thì họ họ sợ là anh em nó giành của với nhau, theo kiểu là nhiều tiền quá bắt đầu anh em mít lòng, bắt đầu giành tao phải nhiêu đây rồi mày phải nhiêu đây này kia nọ, bắt đầu anh em giành lộn nhau, bắt đầu mít lòng. Đó là cái nỗi sợ đó, nỗi sợ của những người giàu và những người nghèo đó. Và người giàu thì sợ bệnh hiểm nghèo, và người nghèo thì sợ vào bệnh viện. Là vì lý do tại sao là người giàu thì họ sợ bệnh hiểm nghèo, tại vì cái bệnh á thì ai cũng đến đúng không, nhưng mà có bệnh hiểm nghèo là khó trị lắm, mà mau chết nữa, cho nên á người ta sợ lắm. Mà còn người nghèo thì nhiều khi họ thấy ô chết sớm khỏe đỡ phải cực cái thân này, chứ cái thân này cực khổ quá rồi, giống vậy đó, theo kiểu vậy đó. Còn cái người mà người ta nghèo á, người ta sợ vô bệnh viện lắm, tại vì người ta sợ vô bệnh viện nó tốn tiền, đi vô bệnh viện là phải tốn tiền, phải thuốc men này kia nọ. Bởi vì hồi lúc đó đó ông ngoại mình á, ông bệnh á, mà mấy cậu chở, đòi chở ông vô đi bệnh viện, ông không giờ ông chịu đi chứ, ông mới thôi vô chổng nó khám đẻ rồi tùm lum bệnh. Thì thật sự ra là mình ở nhà thì mình không thấy được mình bệnh, nhưng mà khi vô bệnh viện thì họ khám ra mình mới thấy được cái bệnh đó. Cái ông không chịu đi, ông không chịu đi vô bệnh viện, rồi cái hả dụ dữ lắm mới đi vô bệnh viện. Rồi bắt đầu đi vô bệnh viện khám, rồi ông nói là ở nhà thì còn sống lâu một chút, mà vô bệnh viện tao mau chết lắm. Hỏi sao vậy? Nói tao biết tao bệnh rồi, tao gầu tao chết. Mà thật sự là vậy các bạn. Những cái người đó bắt đầu cái họ bệnh gì đó, bắt đầu khi họ khám bệnh xong họ về, cái họ suy nghĩ về những cái chuyện của họ, bệnh này bệnh kia đó, bắt đầu rồi không ăn, rồi nhịn ăn nhịn uống đó, vậy đó. Bắt đầu cái từ từ cái sức khỏe suy giảm. Đôi khi hả chưa khám thì còn lướt được ha, còn khám rồi mới về, bắt đầu hả tháng hai tháng sau bắt đầu xuống sắt thấy rõ luôn. Mà ta kiểu là những cái người mà ta nghèo á, ta không có tiền, cái ta biết được là bây giờ mình mắc cái bệnh đó rồi mà mình không có tiền trị, chắc mình chết sớm rồi, con mình ai lo, rồi chấm 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 là nhiều thứ trong đầu họ suy nghĩ ra một dọc, là mình phải lo cho con mình sao này kia cái nọ gì đó, là bắt đầu họ phiền não thêm nữa. Còn cái những người giàu thì những cái bệnh mà đau ốm thất thường á, thì họ có khả năng họ trị rồi, họ đâu có sợ. Rồi ví dụ như họ vô chổng họ khám để cho biết cái bệnh đó sớm, để mình ngừa bệnh trị bệnh rồi kia cái nọ, mình mua thuốc mình uống đó là theo kiểu như vậy. Còn người nghèo là ta sợ lắm, ta sợ vô bệnh viện lắm, người ta nghe bệnh viện là giống như là ta gặp ma vậy, ta nghe tới chữ bệnh viện giống như ta gặp ma vậy, bắt đầu tóc ta chạy rồi, ta không dám đi đâu. Đó là mình sơ lược những cái điều mà mình cảm nhận được ở bên Việt Nam và từ ông bà của mình đó. Thì ngày hôm nay mình làm video cho các bạn nghe xem cho vui vậy, mà nếu như các bạn cảm thấy yêu thích và cảm thấy đồng tình với mình thì nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông nha, và để lại cho mình một like cũng như là nêu cảm nghĩ của mình ở phần mô tả comment bên dưới nha. Các bạn nếu như mà có những cái câu hỏi gì hoặc là những cái ý kiến gì hay thì gửi ý kiến đó qua cho mình, và kết nối với mình bằng Facebook ở phần mô tả và cũng như là email của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye và hẹn gặp lại.